chào mọi người, mình đến từ Westbay. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến mọi người một số thông tin liên quan đến thành phần ở trong Wiki. Đây là nơi chúng ta sẽ làm việc thường xuyên ở trên Lux và trong này sẽ bao gồm nhiều phần. Đối với Wiki thì lúc đầu chúng ta sẽ thấy hơi lạ, hơi rắc rối một chút. Tuy nhiên càng sử dụng thì chúng ta sẽ thấy được sự tiện lợi và dần như muốn chuyển sang để sử dụng lâu dài. Để kiểm soát được nhiều lợi thế ở trong Lux, mang đến một trải nghiệm làm việc hiệu quả hơn. Đầu tiên, đối với Wiki thì chúng ta có thể thiết lập nó như một phòng ban để khai thác thông tin hoặc đưa mọi người vào làm việc trực tiếp trong đó. Thì như trong mẫu này, bên mình xây thành mỗi khu vực khác nhau tương ứng với mọi công việc trong một tổ chức. Ở mục số 1 đó chính là Operation, thì đây là nơi để lưu giữ những thông tin liên quan đến quản trị doanh nghiệp dành cho đội ngũ quản lý, quản trị dễ dàng theo dõi. Phần 2 chính là tài chính kế toán, thì những thông tin liên quan đến tài chính doanh nghiệp, bảng lương nhân viên thì bộ phận tài chính sẽ làm việc tại đây. Mục thứ 3 là quản trị nhân sự, thì bao gồm cả những chuyện là tuyển dụng, đào tạo, quản lý thông tin nhân sự thì chúng ta sẽ đưa lên mục thứ 3. Ở mục số 4 là marketing thì tổng hợp những thông tin, công việc, tài liệu liên quan đến đội marketing. Phần 5 sale thì cũng có những phần liên quan đến đào tạo nhân sự, sale kit, những thông tin liên quan đến sale, bản báo cáo, report. Phần 6 product hoặc là service thì tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp mà chúng ta sẽ có những cách điều chỉnh khác nhau. Ở đây thì sẽ lưu trữ những thông tin về tài liệu, dịch vụ, những sản phẩm liên quan đến doanh nghiệp. Cấu trúc vận hành cốt lõi của một doanh nghiệp thì chúng ta cũng sẽ đưa vào trong này. Phần thứ 7 thì sẽ có admin, design, xây dựng văn hóa doanh nghiệp thì chúng ta sẽ đưa ra một mục riêng để cho bạn admin tiện quản lý và vận hành. Bây giờ mình sẽ đi sâu vào một phần để cho mọi người tiện theo dõi. Ví dụ như operation thì trong đây có sẵn một mẫu business plan. Thông tin trong này thì chúng ta chỉ cần sao ra cần rõ càng tốt. Ở phần thứ 2 chính là báo cáo hiệu suất kinh doanh thì đây chỉ là một bản mẫu để chúng ta tham khảo và bản này được làm bằng sheet. Thứ 3 là bản OKR. Thực ra OKR nó chỉ thông dụng cho leader hoặc là quản lý. Thành ra ở đây nó chỉ cung cấp giải pháp OKR cho team quản lý. Tiếp đến phía dưới là nền tảng quản trị doanh nghiệp. Bản này thì sẽ được update liên tục. Phần tiếp dưới là danh mục quy trình làm việc. Đây là một ví dụ minh họa cho phần số 1. Tùy vào mô hình doanh nghiệp thì mình có thể đưa vào những thông tin khác nhau để dễ dàng kiểm soát và quản lý công ty của mình hơn. Mình vừa giới thiệu đến mọi người một bức tranh tổng quan về thành phần ở trên Wiki. Đây là nơi rất phù hợp để dữ liệu được sắp xếp đúng chỗ. Nếu bạn đang gặp bất kỳ khó khăn gì về Lux hay là chuyển đổi số, đừng ngại liên hệ cho Westbay. Hãy trải nghiệm Lux, nơi hiệu quả gặp gỡ sự tiện lợi và sáng tạo.